Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với game đấu giữa team No Puppy và team Liquid. Liệu rằng team No Puppy hay team Giọt Nước mới giành được chiến thắng game đấu này? Bây giờ khẳng định thì là hơi khó, nhưng mà không sao. Hãy cùng xem nào, team NP họ ban đi IO Juggernaut. Voi. Còn Liquid thì sao? Lại là Drow với OD. Vâng, nhìn hai trong cái team Liquid này ban game nào như game nào thôi, lúc nào cũng là Drow OD. Và tiếp theo là Luna cùng với team của So thì hơi khác bọt tí xíu. Khi mà nhìn thấy đối phương có SD thì là ban thì còn Luna. Team NP là ban cuối cùng của họ ở phase này, họ đã ban đi Ember Spirit. Điểm qua lượt pick thì team NP hai pick đầu tiên của họ đó là Sand King và SD, và SK và SD. Team Liquid đó là Beastmaster cùng với Oracle. Oracle là một hero có khả năng kill rất tốt nhiều đội của mình. Để xem nào, trong game này thì vẫn chưa có Bad Rider này, vẫn chưa có Beastmaster thì lại ở team Liquid rồi. Vậy thì Oracle nhiều khả năng sẽ vẫn đang giải được mỗi một cái stun của Sand King thôi. Lượt pick tiếp theo, team Liquid họ lựa chọn Naga Siren rồi. Naga Siren nhiều khả năng sẽ không phải là dành cho Miracle đâu. Sẽ là Naga Siren của Matumaman đi safe lane, hard carry. Và NP hiện tại họ mới có Sand King để clear bóng thôi. SD có khả năng tự lấy thêm bóng. Những hero tiếp theo cần có khả năng clear bóng. Sand King là đi hồi hero đi off lane rồi. SD sẽ là support số 5. Vậy thì bây giờ Ember Spirit đã tự bị ban đi bởi Eternal Envy. Y đại đế không chơi con hero tủ của mình nữa rồi. Vẫn còn có thể chơi một con Sven, vẫn còn có thể chơi một con, thậm chí có thể là AM đua lên luôn. Thực ra thì đua lên với Naga Siren thì không bao giờ là một cái ý kiến tốt cả. Và tôi hy vọng rằng là team NP họ sẽ không pick TB. TB với Naga chắc là farm đến 1 tỷ năm game kết thúc mất. SD TB thì thôi. Thua. Enchantress. Đó là Enchantress rồi. Cứ pick support trước đã, chưa cần gì phải lộ co ra cả. Team Liquid họ lộ hai co rồi, Beastmaster cùng với Naga Siren. Thực ra thì trong thời điểm gần đây thì BM thường xuyên là được cho vào rừng để farm và sẽ có một hero khác đi off lane. Thế nhưng team Liquid tôi nghĩ rằng Beastmaster sẽ là hero co số 3 thôi, không phải là support số 4 farm rừng. Sẽ không phải là semi co kiểu như vậy đâu. Reserve time. Ursa được pick dành cho Ursa. Liệu có phải là Ursa của Miracle và là Naga của Matumaman không nhỉ? Khi mà gần đây chúng ta vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy Miracle cầm Naga cả. Và thực sự thì tôi cũng không muốn Miracle cầm Naga đâu. Tại vì cái việc đi farm với Naga nó là việc rất là đơn giản. Cần phải chơi những con hero có khả năng gì nhỉ? Bay bướm hơn một chút xíu. Naga chỉ có là phân bóng đi farm. Phan bao giờ chán thôi rồi. Reserve time. Ten seconds remaining. Razor. Radiant team's turn to ban. Đó là Razor rồi, sẽ là Razor để đi mid counter lại Ursa chăng? Lượt pick mà trông nó khá là mới, khá là bất ngờ ở đây. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Với cái việc mà team NP họ lựa chọn nó EE đã đế Razor này thì chắc chắn là Ursa. Theo như NP nghĩ sẽ là hero đi mid rồi, không có lý do gì mà lại pick Razor để mid cùng với Naga cả, nghe cực kỳ là sai. Ban TB rồi.
biết rằng đối phương có một con SD, nếu như để cho cả TB nữa thì có vẻ như đấu công về late game là hơi khó, ban đi hợp lý. Không hiểu sao đến tận cái lượt này mới ban đi nhỉ. Team NP nếu như họ muốn pick một con TB có lẽ nó phải pick từ rất sớm rồi. Và có lẽ họ cũng không muốn chơi TB đâu khi mà đối phương có Ursa, có Beastmaster. Vâng, và đó là Alchemist, last pick dành cho team NP. Ursa mà đi cùng với Alchemist thì tôi khẳng định là con Alchemist này không bao giờ farm được. Thế nên Alchemist sẽ không... Để xem nào, nếu như mà Alchemist đi mid này thì team Liquid rất đơn giản là để Ursa là mid và thế là thắng chắc chắn là một lane ở mid rồi. Còn nếu như Alchemist đi safe lane để farm thôi rồi, không nên đoán giả đoán non quá nhiều. Hãy cùng chờ xem lượt pick cuối cùng của team Liquid đã. Liệu Beastmaster có phải hero farm rừng không? Co gọi là số 3.5. Lượt pick cuối cùng sẽ quyết định điều này. Và Kuroki, anh ấy sẽ lựa chọn hero nào đây? Ursa là thừa đam để có thể burst chết được Alchemist cũng như Razor. Và đó là Morphling, what the hell? Naga support Morphling của Matumaman, Ursa by Miracle thì mid rồi. Bạn pick cứ là lừa nhau thôi, trông cứ tưởng là Naga Sun của Matumaman nhưng mà không phải. Envy là người cầm Alchemist để đi mid, chắc chắn là sẽ cần rất nhiều hỗ trợ đến từ đồng đội mới có thể đi lên nổi với Ursa. Đây là một điều chắc chắn. Can we pause? Anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh nhá. Game này sẽ không phải là game farm đâu. Game này sẽ chỉ là game mà team NP họ cố gắng kéo dài trận đấu ra thôi. Trong khi đó thì team Liquid họ có một con Ursa, họ sẽ đánh nhau từ rất sớm. Naga Siren cùng với Oracle sẽ hỗ trợ cho Ursa này. Và quan trọng hơn cả là họ pick thêm con Morphling để có thể đảm bảo được rằng late game họ cũng sẽ không thua cuộc. Liquid không hề muốn farm lâu dài trong game đấu này đâu. Mind Control sẽ là người đi off lane. Có ngay một ward ra và sẽ cắm ở đâu đây? Có lẽ là sẽ cắm một rune boss chăng? Chính xác như vậy sẽ là rune top thì đúng hơn chứ không phải là rune boss rồi. Ngày xưa khi mà cái thời mà Alchemist còn được gọi là auto pick trong tất cả mọi thể loại game đấu thì mình nếu như mà có chơi những trận đấu như vậy thì chắc chắn là sẽ pick Ursa để đi mid cùng với cả con Alchemist này. Và vậy là đổi AoE hai cành mới là người cầm Alchemist và Envy sẽ cầm Razor đi mid cũng rất là hợp lý thôi. Một con Alchemist mà đi mid với Ursa thì không biết bao nhiêu support roam ra thì mới có thể thắng lên, mới có thể farm nổi. Đang rền rứ rình rập các thứ các kiểu ở đây. Liệu rằng team NP họ có đi ra hay không? Nhìn thấy đối phương ở đó rồi có một quân đã cắm ra và chắc chắn nó sẽ kinh, chẳng có lý do gì mà lao vào cái chỗ chết như thế này cả. Mind Control mà có xuống đây sẽ không bao giờ có thể phá được. Úp xuống nào, ăn luôn nào. Bây giờ thì block đường không? Vâng, vậy là block đường không thành công, hơi đáng tiếc dành cho thành viên team NP. Nếu mà di chuyển chính xác một chút xíu thôi thì sẽ bóc cường của Mind Control và nhiều khả năng anh ấy sẽ phải bị hạ gục ở đó. First Blood sẽ là dành cho team Liquid. Ở đây thì SBG nó bị dồn đam vào nhưng mà không sao cả, trụ 2 ở rất là xa rồi, chẳng có lý do gì mà cái thời điểm này một con Naga với cả con Oracle đang đam trụ 2 cả. Ở mid thì Ursa bị hút tới 26 đam rồi, bây giờ là acid thì là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng vẫn bị nai được, cay chua. Dồn ra một cái MV nghe, tức là cắm cây ra và ăn cây luôn để có thể hồi máu được nhiều hơn. Kèo Ursa cùng Razor ở mid có lẽ là sẽ không ai giết được ai đâu.
Rồi lại có úp vào người của Mind Control và không hề có block đường đến những thành viên của DNP. Cũng ở dưới boss thì Sand King đang bị dồn đam vào, vẫn chưa có level 2, bị đấm liên tục vào người đến từ Mind Global, nhưng mà Mind Global không hề có waveform. Ở đây thì Kuroki đã phải xin lỗi các bạn, đó không phải Kuroki, đó là Bulma đã phải lùi về rồi, và Mind Global chủ động TP về, biết rằng nếu nhờ lại thì không thể nào sống sót được, chủ động TP về và chỉ cần TP về trụ một thôi, sau đó thì là mang máu ra và regen lại các thứ với kiểu lại là đầy ắc và là phản tiếp. Ở đây có sóc lọ đến cao huy hai cành, sống sóc là chính xác rồi. Mang cho bị stun không quá lâu sẽ đi về được thôi. Một con Beastmaster với Star Shield thì thực sự là rất là cứng rắn rồi, hơi bị khó để hai con hero này có khả năng giết được ở level 2. Nhìn thấy ở đây sơ tan mồi lên rồi, và rất nhiều rất đó các bạn dành cho Sand King. Đang định nói là không hiểu vì lý do gì mà lại có con dở hơi. Từ từ đã không quên đi con Naga đó. Ở đây thì Miracle không còn mana nữa, movement speed là có nhưng lại có đủ đánh thêm 2 hit nữa không nào, vẫn càng cố gắng đuổi theo. Một đấm nữa chưa, đấm một cái có ông còn định quay lại hút đam á, còn thêm một đấm nữa thì là chết rồi. Ăn bình máu to lên, thế nhưng mà không bị tới 6-7 stack của Furious One, mọi người thì làm sao mà sống từ đây. Và Isama không hiểu vì một lý do gì cứ chạy thẳng thì là sống rồi, movement speed là thừa. 306 với 310 thì không bao giờ mà Ursa có thể đánh thêm 3 hit nữa như vậy. Đứng lại hút đàm xong rồi ăn máu cái thứ nó kiểu chết. Mình từ đã ở dưới boss thì Matumoman đã nằm xuống rồi, dưới lưỡi gươm. Xin lỗi các bạn, không phải lưỡi gươm mà là lưỡi giáo của Enchantress thì đúng hơn. Nó combo rất đơn giản thôi, Sand King stun vào, Centaur stun đè, có thêm cả một con cà chua nữa ở đây. Con cà chua đang di chuyển vào mid rồi, muốn lấy mạng của Miracle Chang nên nhớ rằng đây là con Ursa. Có cua Man Shield, có giày, tốc độ là 355 và ở đây thì Envy lại chết rồi. Anh ấy làm cái gì thế này, đây là một con Razor, tại sao? Wow, tại sao lại có thể chết hai mạng ngớ ngẩn như thế? Đúng là ý mà từng hỏi tại sao anh ấy là ý. Ok, tức không có gì để mà nói về cái con Razor mid này nữa rồi. Cái lên này thôi có lẽ là không, cái lên mid không cần phải theo dõi nữa đâu. Nó tiếp tục sẽ chỉ là hấp diêm thôi. Hấp không biết bao nhiêu diêm thì mới như đây. Và đây thì Kuroki liệu bị phát hiện ra hay không? Cà chua đi vào và bây giờ thì sao? Có cả cà chua, có cả Centaur, có cả stun bồi này. Nhưng mà không, AoE 2 cành anh bị block đường rồi, anh ấy tự sóc lọ lên mặt. Và đây thì sao, tự sóc lên não nhưng mà không sao cả. Kuroki anh ấy bị úp xuống rồi, sờ tan tham bên chắc chắn có thể trượt được. Cũng thêm luôn cả cà chua ở đây và mạng là dành cho Enchan. Với cú gọi là vỗ tay của chú cà chua. Và đây thì sao, ở mid thì sao nhỉ, đang có sự di chuyển ra đến từ đó là Beastmaster. Anh không phải, xin các bạn, không phải Beastmaster, sự di chuyển ra đến từ Oracle thì đúng hơn. Oracle thế là thôi rồi, rất may mắn là y anh ấy không ngáo nữa, biết rằng Miracle đang mid trên bản đồ, thấy rằng có một con Oracle ở mid, thế là biết được rằng nó muốn giết mình thêm mạng nữa đây. Thế là thôi, lùi về, fit vừa thôi, fit quá đồng đội nó lại chửi cho. Ở dưới boss thì Mano mang fit một mạng, cũng pha mượn cưa đầu bảng, không phải đầu bảng, bây giờ thì sắp sửa lên đầu rồi. Đã ngang fail cùng với Alchemist. Farm cháy máy đến từ Sand King này. Ở đây thì NV hút đam một người Maduman có waveform này. Maduman có lẽ sẽ không chết đâu, vẫn còn waveform không cần sử dụng luôn. Nhưng NV anh ấy đổi đối tượng rồi, và đó là ok, anh ấy đổi đối tượng ra mid. Kuroki bị trói vào ở đây, đang bị dồn đam vào. Kuroki cũng đã trói vào người của Rose rồi, nhưng mà nó úp xuống và tham minh không, mà là không cần phải tham minh, chỉ đơn giản là úp xuống lấy vị trí chính xác hơn. Và vâng, Envy ơi Envy lại chết mít rồi. Và ở đây Sand King cũng chết theo, cố gắng làm cái điều gì đó. Last hit quay cuối cùng, hy vọng rằng nổ đam ra là sẽ đủ để giết được Morphling.
Vâng, trong khi mà đồng đội của anh Dương Đông Kích Tây đánh nhau các một kiểu rất rất nhiều mạng, tỷ số của Kuroki là 0-3, tỷ số của Miracle là 3-0 và Envy cũng là 0-3, fit vừa thôi, sao fit làm thế này, trời ơi đại đế, không hiểu lý do gì mà một con Razor đi mid nhiều như này, level 4, Ursa level 7, bây giờ càng lên mid lại càng chết, bị nhìn thấy rồi, bị chói rồi, Miracle lao tới một đấm và có úp xuống đi từ xa đầu Demon vào đây thì Envy chết thôi, một đấm nào, hai đấm, ba đấm, ok, bây giờ thì sao nhỉ, có 4 thành viên ở mid rồi. Ultimate được ăn ra nhưng mà nó Miracle mình quay sang đấm luôn và con SD một gõ nữa mà SD là trên Miracle sẽ phải chạy thôi, chói mọi người Senking rồi. Miracle phát hit cuối cùng đến trụ là không đủ và bây giờ thì sao nhỉ, Miracle anh ấy chui đi đâu đây, vậy là TP về không, quyết định không ăn run khi mà không có vision ở đây, quyết định đánh cất vẫn cẩn thận đến từ thanh niên 9k. Còn cái ông EE thì thôi không có gì để nói nữa rồi, có lẽ là bây giờ cần phải nó định nói là vào rừng để farm, thế nhưng mà một con Razor có một điểm vào plasma field ở cái level 5 này thì quên cái chuyện farm rừng đi. À vâng, đi với cả một Ursa và anh ấy lên the infused raindrop. Nhiều gì mà nói về con Razor nữa rồi, và đây thì Rose anh ấy bị nhìn thấy là có Facebook đến thuê cổ vẫn đuổi sang đánh qua hồng con Enchant và bốc hơi ngay lập tức, mặc dù là đã có một ít điểm vào Untouchable nhưng mà nên nhớ rằng con Ursa với Max Attack Speed nó không quan tâm đến Untouchable đâu, cũng như là Oracle với 3 điểm và Purifying Flames đốt cháy luôn cô nàng Enchant này. Tỷ số hiện tại là 7-4 rồi và Y anh ấy đóng góp cái 4 mạng tới hơn một nửa GDP của thành viên Team Liquid. SD đang cố gắng làm điều gì đó ở đây, đơn giản đó là cắn cây vào để cắm cái quốc ra thôi. Cắm quốc như này thì đối phương sẽ không biết rồi. Miracle chủ động di chuyển lên, ăn spike với Lunilu của mình. Có 18, có Facebook, có 1.000 tiền. Cứ với tốc độ như thế này, cứ với cái tốc độ fit của Yi ra mà như thế này thì chắc chắn là 12 11 thôi, đây có Rose, anh ấy bị roll vào rồi. Đây có úp xuống, không trả điểm gì cả. Miracle nhẹ nhàng vào, dậm dân phát là ăn mạng 6-0 dành cho Boy 9k. Có kiểu Coca. Ở đây thì có tình huống stack farm đến AoE 2k thôi. Bun ba cô thắng ra cái hết một vài, nó chỉ là cái hết một vài con thôi, có lẽ sẽ di chuyển về thôi, không làm được điều gì quá to lớn đây cả. Ở dưới boss thì các thành viên của team NP cố gắng ăn trụ boss trang, ăn trụ một để cho boss thì đã vỡ rồi. Ở đây thì bun ba anh ấy có tp, anh ấy có ulti, anh ấy đã lên level 6 rồi, dồn ra một người của AoE 2 cánh không còn roll nữa, ngay tức là tp về mà con không thể kịp được khi mà lượng burst down thì dường như là quá lớn. Lúc vào đây thì đâu, anh ấy cũng đã bị trói lại rồi. Tưởng úp mình xuống có thể làm gì nhỉ, chỉ đơn giản là sông đau thêm dài mà thôi. Ai sẽ nhận cái mạng này, vâng đó là Mobling của Matu Maman. 14 vẫn kèo 10 kill, chưa thể nào, chưa bao giờ dễ dàng hơn dành cho Liquid. TP ra đến từ Razor và Ursa đang ở đâu. Và hút đam vào người của Oracle và sao nhỉ. Và một cái Plasma Field ở level 2. TP ra nhưng mà lập tức là cancel đến từ điểm B. Và bây giờ nên nhớ rằng đại đế đang ở mid một mình và Ursa đang di chuyển vào kho của mình đang giờ thôi. Envy anh ấy lại fit tiếp rồi, không phải là phút thứ 12, chỉ phút thứ 10 thôi. Viên cổ đã có những bây giờ vào đây lên vào đầu đào và ok lấy mạng được của một con support, mất ultimate của tanking không quá lãi, nhưng mà bây giờ thì biết làm thế nào đây, có lỗ chút xíu, thậm chí là có lãi một đồng thôi cũng phải cố mà bán. Những cái thương vụ là bán thực sự rất là buồn cười đến từ NP và Feeder. Các bạn biết là EE thì nó là hai chữ E và Feeder nó cũng là hai chữ E, có lẽ đây không phải là một cái điều ngẫu nhiên đâu. Ursa cùng Mind Control với Beastmaster có nhìn thấy ai chưa? Ursa tồn đa mừng của AoE chém đó là hết cuộc chiến AoE hai cánh. Thế là thôi, mạng thứ 8 dành cho Miracle.
Có lẽ sẽ di chuyển vào Roshan chăng? Ở Mishima Tomoman cùng Kuroki đang sắp ra dòng trụ rồi, quyết định là lùi về khi mà không có quá nhiều đồng đội ở đó. Osa đã dùng vào cho Osa và Mai Control cũng di chuyển vào để hỗ trợ với Aura của mình. Team NP họ có biết điều này hay không? Có sự scan ra đi thành viên của Liquid rồi, không hề có ai đó cả. Và Dire cũng scan có vẻ như là họ không biết đối phương đang ở xa, họ không dám làm gì cho Nersa này nữa rồi. Razor cả 5 người đã ở đây. Có một đầu điên cũng ở đây rồi, có một Aegis nữa. Đã điên thì có team bao giờ chết được, thì làm sao đánh nhau với nó đây. Team NP họ sẽ tản ra ý farm thôi. Network Miracle sẽ là 6.800, Network Matuman là 4.700. Nên nhớ rằng Matuman là người giàu nhất nếu như không tính Miracle. Chỉ là Alchemist với skill 3 hack tiền của mình cũng không giàu nổi bằng một con Morphling. Thì bây giờ biết làm thế nào đây nhỉ? Còn team NP họ ăn được là một trụ, trong khi đó thì Liquid họ đã sờ đến tận cái trụ thứ 3 high ground của team NP ở mid rồi. Còn Liquid và con Alchemist này thực sự có lẽ là hơi bị khó hiểu đến cho team NP. Khi mà cho nó đi mid thì cũng thua, mà cho nó đi sup lên thì lại để cho cái ông EE mid cầm con Razor, và Fizz thì còn kinh khủng hơn. Tôi nói thật là một con Alchemist đi mid có lẽ Fizz cũng không nhiều như ông EE cầm Razor đó. Bốn người của Liquid đang ở trong khu vực Secret Shop của team NP. Đã nhìn thấy ai chưa? Vậy là nhìn thấy nhưng không đuổi kịp. Quyết định là farm quái đến người cỏ. Radiant's top tower has looked better. Dire's bottom tower is being chipped away. Dire's bottom tower needs some help. Dire's bottom tower has fallen. Trụ một cuối cùng của team NP cũng đã vỡ rồi, bây giờ sẽ là trụ hai cuối cùng đây. Họ còn hai trụ nữa và đoán xem nào, tôi nghĩ đến phút 15 họ sẽ không có bất cứ cái trụ ngoài nữa đâu. Cái cổ ấy gồng gam lên, cái gú lên, cái cào cấu cái trụ này nó trông cái đánh rất là đau đớn thôi. Một con gấu đeo thêm thì cái móng vuốt nó rất là dài, trông móng vuốt này dài tầm 50 cm. Móng này nó bảo người rồi biết nhau đấy. Nói chung là cho Morphling waveform vào để có thể clear quái. Có lẽ họ không cần ăn trụ 2 trên top, họ tiến thẳng vào 2 ground để bot. Họ biết rằng tìm Cobbling thẳng luôn vào đến từ Miracle vào đây. Anh muốn bắt một ai đó ở phía sau. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là nạn nhân của chú gấu điên này. Vẫn TP về rồi, nhìn thấy Ursa, nhìn thấy Rose, và Rose bốc hơi trong lửa đốt nhà, không kịp phục xuống luôn. Hút đảng Meiko, nhưng trông Meiko giống quan tâm không? Trông ta quan tâm không? EE lại chết rồi ở đây thì sao nhỉ? Không hề có Senchi, không hề có Direction, nhưng mà SVG anh thì dồn đam vào. Rất may ở Meiko không còn mình hóa điểm nữa. Berlin về sơ sát ngược về, Meiko chỉ đánh vào, Meiko không quan tâm, mình vẫn còn đầy ít. Và Audi hay cảnh làm gì, vẫn pause vào đến từ... cái gì này? Morphling pause game và NB gõ GG. Game đấu kết thúc ở phút thứ 15. Tỷ số Ursa là 10-0. Beyond Online dành cho kiểu Coca. Và phút thứ 15 thì game đấu kết thúc. Tôi không hiểu là game đấu này, tôi thực sự là không có một cái lời nào để mà diễn tả cái sự thất vọng với EE trong game đấu này nữa rồi. Chiến thắng là 1-0, quá dễ dàng dành cho team Liquid.